Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Naminco. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trận đánh với tướng Sôn Mia của thành Titan ở map 8xm8 200%. Như các bạn đã biết thì ở phần trước mình đã phải gặp Siele quá sớm, và thực sự là như các bạn đã thấy thì rất là khó để mà nói rằng tướng nào mạnh hơn tướng nào khi mình gặp con Siele trong cái thời điểm mà chúng ta đã hết sạch mana. Trong khi Siele thì rất là dồi dào mana với lượng sét nó ném rất là kinh khủng. Như bạn thấy là ném chết của mình 5-6 con Titan và thêm cái đống Cyclops, 12 con Cyclops chết luôn. Không thể đỡ được cái sét của nó rất là mạnh, trong khi Sôn Mia của chúng ta mặc dù sét dây mạnh hơn nhưng chúng ta không dùng được vì chúng ta hết mana. Thế cho nên là dù tướng mạnh hay tướng yếu, bất cứ trường hợp nào chúng ta luôn có những trường hợp mà chúng ta ở vào thế bất lợi. Như vậy chúng ta khó có thể đánh giá được là tướng nào thực sự mạnh hơn. Phải nói thật như vậy, đó là tùy điều kiện phát triển vào mỗi thành và mỗi người chơi. Thế cho nên chúng ta chỉ đánh giá được rằng mỗi tướng nó sẽ có ưu nhược điểm gì. Từ cái ưu nhược điểm đó chúng ta biết phát huy cái ưu điểm và hạn chế những cái nhược điểm của nó. Tức là con Sôn Mia trong cái trường hợp mà khi bạn dùng cái set dây thì bạn nên hạn chế dùng mana dường nhanh để dành lại một số lượng mana vừa đủ để có thể dành trong combat. Đừng đánh hết sạch như mình, để đánh random thì mình với tà ái y thì nhiều khi mình cứ đánh hết thôi. Còn Sôn Mia thì bạn luôn luôn phải để dành lượng mana để đề phòng khi bị tập kích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải tiếp tục thôi. Con tướng hình nhớ con tướng thành rồng đen nó rất là gần rồi, và nó đã quẩy thêm cái mỏ Cyclops với mỏ vịt này rồi. Thế bây giờ mình muốn đánh nó thì chúng ta buộc phải cày nhanh mấy cái mỏ này, sau đó chúng ta quẩy nó luôn. Đó, hai cái mỏ này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ con Rosic cầm tạm Titan cho nó. Đó. Và chúng ta lấy nhận cộng speed sang. Áo này sang. Đó. Bây giờ thì Sôn Mia chúng ta buộc phải đánh mỏ để mà tăng cường lượng quân thôi. Chúng ta chấp nhận là phải mất quân trận này thôi. Không còn quân bỏ rồi. Lót chúng ta chập vào đi. Rồi, xem nào. Quên con mỏ này thôi, xuống đây luôn nhanh, đuổi nó không đó về nó quẩy thành mình thì mệt vết. Nó về nó quẩy thành mình đấy, thế cho nên là thôi phải đánh nó thôi. Lót. Bỏ thôi. Nó đánh luôn này. Nó đánh luôn này. Ok, bây giờ chúng ta có gì? Slow. Rồi, con này bây giờ speed 6. Lên, lên. Wow. Wow. Đi được. Đây thì đạn cho nó. Chơi. Xong rồi. Rồi. Siêu cũng được, và có đánh đấm cũng hay. Ừ.
16. Thần này ngon hot, con này speed cao phết đấy, 11 12 gì đấy, cung thẳng luôn này, cung vàng, bộ cung vàng, bộ cung vàng. Sick. Đây đảo quân là con này nó vụt mình luôn đấy. Này chạy đi đã. Chả biết đủ chạy không, tướng ra đây. À tướng mình cản đường mà không sợ. Ở trên này xem mà. Tướng chính mình cản đường nó rồi. Artifact mấy chan rồi thôi. Đó khá là phức tạp, những thành ở gần nhau sớm quá. Gần nhau hơi sớm là phải đánh sớm quá. Lót lót rồi, hạn chế đánh để bớt mana đi. Chết rồi, không có quân đâu. Không quân speed cao rồi, chấp nhận mất ít con vậy. Đeo vai vào thì vẫn chỉ là speed 8. À speed 8 thì bằng nó mà. Speed 8 thì bằng nó đúng không? Còn cái gì speed đâu. Thêm một cái speed là ngon rồi, phí thế. Khả năng vẫn đứt. À có lót hot thôi. Khả năng vẫn đứt con. Đúng rồi. Mày speed 8 là mình bằng nó rồi, không mạo quân nào. Rồi, lại có thêm sạc lốp để ném rồi. Con này là vấn đề. Thường con này mình đi sau. Về chỉ có con cung này. Đấy là bộ dòng này ngon. Speed 8 trên này có nó speed 9. Speed 9 4 con. Thương đi trước. Thương mày được đi trước, có thêm speed nữa thì ngon. Hoặc là đất đầy, đầm đầy thôi là mình được đi trước rồi. Đất đầy vin tí quá. Nó lại chỉ đất đầy vin thôi. Ok, chúng ta sẽ phải đi tiếp thôi. Về vụt con này trước đã, tính sau. Còn con đây nữa. Không ra gì đấy.
cũng ra gì đấy. Catherine. Logistics thì phải lấy tướng này thôi, bởi vì là phải lấy tướng Logistics thôi. Nếu mình đánh no run no fly thì phải dùng đến Logistics rồi, đúng không? Sau sẽ đào tạo lên ngoài có Intelligence cũng được, đánh với AI dùng Intelligence rất là hay, nhiều phép. Hiện tại nó đang áp sát gần thành mình quá rồi, là cày Titan thôi, chắc vẫn phải là cày Titan thôi. Con này có scouting này. Rồi, chấp nhận thôi. 8 con này phép gì ta? Có khiên. Thôi, cho con Achan này về đi. Achan nó sẵn gió này. Achan phải đánh hay hơn. Đồ trước khi nó đến nó lấy mất. Nó gần thành rồng vàng lắm rồi. Cứ để cho save fork mấy các thứ đi, xong rồi mình lấy Chesuri, mình lấy lại Chesuri để tăng tiền. Tội gì. Hết đường rồi. Hết đường rồi. Cái này vẫn đừng đi à. Devin, ta sẽ thử xem đất Devin này xem nào. Chúng ta vẫn chưa mở đủ để thể quan sát, nhưng rất giống chỗ này rồi. Chỗ này không giống lắm, chỗ này không giống lắm. Chúng ta phải mở ra biết được. Chúng ta phải mở ra biết được. Không giống lắm thì chúng ta vẫn còn một mảng núi đây nữa. Cái mảng núi ở giữa thì ở giữa đường không phải được. Có rất nhiều những cái mà họa tiết nó giống này, chúng ta cần phải tìm được ra. Mà biết nó ở Devin thì cũng là dễ hơn rất nhiều rồi. Biết nó ở Devin thì chúng ta đã tìm dễ hơn rất nhiều rồi. Rồi. Xem này chạy đâu. Hay mình về mình lấy thành chính của nó luôn nhỉ? Hay mình về mình lấy thành chính của nó luôn ta. Nhưng mà về lấy thành chính của nó cũng không giải quyết vấn đề gì, là bởi vì là thành chính nó cũng lấy hết quân rồi. Thành chính nó cũng sẽ lấy hết quân rồi. Bây giờ mình đánh nó luôn này, cho đạo quân này có yếu yếu đi chứ, để nó nhảy đánh mình toàn phết đấy. Quan trọng bây giờ nó là Zida, tướng luyện Sokri của thành Devin. Cũng rất là kinh, tướng Powskin này rất là kinh đấy. Chúng ta đến đây. Đó, tướng luyện Sokri các bạn. Đầu xích có món gì không? Có mỗi con Titan. Bây giờ thì con này của nó xem nào. Rồng đi trước. Chơi luôn đi. Sợ quái gì. Giờ chúng ta cần dẫn speed này, giày tăng cái này này, bỏ mana bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến ego chúng ta không có. Có phép gì ngon đây nhỉ? Slow chúng ta có rồi, Stonkin có rồi. Stonkin chưa có. Stonkin là tiếp tăng giáp cho quân, tăng sức mạnh phòng thủ giáp cho quân.
Đây. Đấy, tăng cái sức mạnh phòng thủ của tất cả đạo quân lên cộng 6. Lúc hai cái đấy quân mình sẽ thủ khỏe hơn. Trừ lắc rồi này. Rồi còn kiếm dòng cho thủ khỏe. À, đầu tiên mình cần phải nhường lượt để cho nó. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Như này. Để không cho thổi hai con. Nghe đi. Thôi kệ, kiểu gì cũng chả thổi được hai con. Rồi. Haster. Slow lại đã. Đơn sau để mình lấy tiền quyền đi trước đã. Con rồng này đi luôn này, đi luôn này. Rồi. Rồi bây giờ vịt có thể xử con này luôn. Còn set dây 600. Con này gần nhất, con này giật lên đây, giật lên đây, giật lên đây. Mày này. Múa này. Múa này. Rồi. Thế cho nó chết luôn. Cho nó đứt luôn. Đấy, speed thấy không? Cũng cùng con vịt với nhau nhưng speed chỉ hơn tí thôi, nó đã khác rồi. Giờ thì hết mana. Giờ thì chúng ta sẽ phải đuổi nốt con tướng này của nó đâu, chạy đâu ấy nhỉ? Thôi cho con này lấy đi, thành này đi, chúng ta sẽ đánh thành chính của con này luôn. Chúng ta loại được một thành rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục loại thành tiếp theo. Trong đó thì việc bổ sung quân từ con này vẫn đang rất là hạn chế, bởi vì chúng ta đang không có quân speed cao hơn nó. Cung ở này cung nó bắn nó đau phết đấy, khả năng đi hết nửa vịt đấy, nó có đáng hay không thôi. Chỉ cần lên được con titan speed cao hơn là mình có thể vụt được. Đây, chúng ta sẽ lấy khoảng 10. Chạp titan lên mà chơi. Thôi, đắp titan nó về sau. Ta phải cần phải đánh cái mỏi trước, lấy titan trước. Chúng ta chỉ cần 10, khoảng 10 con thôi. Còn là titan, ngoài ra thì chúng ta sẽ lấy thêm. Hai cái coi. Rồi. Ở tại con này thì có Stomkin thôi. À, thì chúng ta cần phải tính vị trí slot lại. Bây giờ thì chúng ta 1 2 3 4 5. Một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu.
Một vụt. Rồi nó sợ Naga mà. Nó sợ Naga mà. Logistic luôn này, hợp lý không? Đúng rồi, ôi tướng phép. Nhưng mà thôi, Sokari thì tướng phép thuần đấy. Sokari thì hơi thiếu slot, vì chúng ta vẫn cần slot lên một cái gì đấy. Nhất là Titan ta tích này, bởi vì nó đang thiếu một 1-2 speed. Titan thì thực ra nó chỉ có 11 speed thôi trên đất thường. Nếu chúng ta muốn đẩy Titan để áp sát quân địch thì nó cần thêm 2 speed nữa mới đủ. 11 với vị trí của sát Titan đứng ở 12, với vị trí đứng, quân địch đứng là 13, trong ô chiều dài 15 ô thì chúng ta thiếu mất 2 ô. Vậy chúng ta sẽ để lấy tắt tích sau, còn phép này chúng ta không chưa cần lắm. Sokuri thì thôi, chúng ta về up Titan thôi. Đây. Đánh mỏ này là up Titan. Tiền với game thôi là ok rồi. Giờ thì sơn mưa xong rồi. Và chúng ta tiếp tục đi dò đường. Đây rất nhiều vịt, bên này rất nhiều vịt luôn. Quá nhiều vịt luôn. Ui phát được tướng luyện Naga. Được. Catherine này. Đây là Naga, chúng ta phải cho Naga về xong rồi kiểm tra xem có đồ gì ở trong này, còn đồ gì trong này. À, bây giờ chúng ta còn cái này chưa lấy được, 200 mới lấy được. Rồi ok, chúng ta sẽ mạnh Lega về. Đấy, pháp nơ luyện Naga thì quá đẹp luôn. Đánh Naga thì khỏe. Phải có tăng con Naga mà tăng một speed nó là cả một cực hình đối với đối phương ấy. Bởi vì là tại sao con Naga speed thấp thế? Vì đó là đam to, đánh cấm phản, máu lại trâu. Trời ơi, nếu nó speed lên, speed cao nữa thì thôi, cáo choàng kia đánh thì thôi. Thì cũng phải gọi là bây giờ chả cần gì xây nữa đâu, up tiền lên, đẩy tiền lên. À, hiện tại chúng ta chỉ cần up bộ Titan thôi, có chợ đây chúng ta đẩy sớm lên, up bộ Titan thôi, không còn gì cả. Đấy, chúng ta chỉ cần up bộ Titan này lên là ok rồi. Ngày mai chúng ta sẽ up lên 5 gỗ 5 đá. Hiện tại thì chúng ta cần thôi, bỏ luôn đi, trộm mình chả dùng làm gì cả. Mỏ đá mỏ gỗ mình có rồi, ngày mai mình sẽ cộng thêm. Bây giờ mình đang muốn mở thêm tướng, lấy thêm tướng trên này xem nha, dò đất nhiều hơn. Chứ bây giờ con tướng con Enga này vẫn có Sokari ấy, nhưng mà thôi không cần, mình cần tướng intelligence nhiều hơn. Ega ngoài tướng rất là mạnh khi luyện Ibon, nhưng mà mình có logic luyện set với cả không phải luyện Mr. Sim mấy cái set này rồi, về sau ném set cũng rất là kinh, ném nhiều lắm. Nhưng mà giờ chủ yếu giai đoạn mở đường thôi, có lẽ mình sẽ đem này đi, lấy con Fafnir ở bên này ra. Fafnir luyện Naga, đánh Naga trong này thì đạn kiếm giáp đã, cứ phải là kiếm giáp đã. Xong kia chúng ta đi ra, chúng ta đi quẩy hết mấy cái chỗ này là xong. Mỏ đá thì khả năng ở trên này.
Rồi. Cái này cái gì nhỉ? 600 movement point. À, công trình biến hot A thực ra mình chưa nhớ hết. Mặc dù đánh mấy lần rồi nhưng mà vẫn chưa nhớ thế mới tải. Sick. Đây có gì mà lúc à bảo sao nó không dám đi. Nó không đi được à? Rồi, chúng ta cũng cứ quẩy cái thành của nó thôi. Ép nó phải lấy thành nhỏ chứ. Tiêu hao lượng quân nó đã. Ui, bóc quân này. Cái này là bóc quân đấy. Được, đang cần quân nhưng mà sẽ bị trừ Boran. Boran trừ một đấy. Ôi giày thiên thần, thương con này, thương con này xét dây. Thôi chúng ta cứ đánh thành nó trước đã. Đánh con này thì đánh khả năng đánh được, chính xác đánh được lấy cái giày, nhưng mà chúng ta cũng chưa đánh được ngay mỏ rồng. Nếu mà không phải 77 7 con hết thì mình đánh được. Và chúng ta để quân với để mana đã. Chúng ta đánh tướng địch trước đã. Bây giờ đánh hết thì tỉa vào thành nó không đánh được nó đâu. Thế thì hay bỏ tạm này đi. 6 bằng Cyclops thôi, cứ để đấy. Speed, nếu mà speed thấp hơn Cyclops thì mình bỏ. Ziggurat là Phan Ram đúng không? Phan Gam đúng không? Không có gì để chơi Phan Gam cả. Thôi về thẳng luôn đi. Về thẳng lấy Titan thôi. Lấy Titan về quẩy thôi. Piquet Ram đây. Tạm thời đưa Naga cho Aschan bượn đã, xong tỉa lấy đẩy đến Pháp Mơ. Hay để sang Pháp Mơ luôn. Tội gì để sang Pháp Lơ luôn nhỉ? Để sang Pháp Lơ đi quẩy, tội gì? À quên chữ up. Ồ thiếu gì đây? Thiếu gỗ đá à? Rồi thiếu một tí gỗ thì đá. Nó có hai mỏ ba thành nhưng mới chỉ có hai mỏ à? Rồi à, lại thiếu tiền. 3.000 một con, up lên 3.000 một con. Ờ đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ vẫn thiếu một chút. Vẫn thiếu một chút ạ. Rồi chúng ta sẽ để hai con này lại. Bốn con này đi quẩy cũng banh nóc rồi. Kiểm giáp vẫn hơi bé em tí. Là công trình gì? Caitlyn. Có thích phòng bớt. Rồi, ok. Mất gần chục con Titan, sợ phí quá. Đánh Silly thấm thật.
Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Ô, trên này con đánh rồi. À chưa. Thằng con đánh rồi cơ. Có thể rộng thế. Nó đánh rồi. Logistics không lên được level luôn. Rồi quay lại thôi. Xì ra chính dạy ngon đấy chứ. Có Pathfinding cày mấy mỏ kia không ngại. Pathfinding và Logistics ngon phết. Xì ra lên được Pathfinding Logistics ngon phết. Nếu tướng phụ con cầm xì ra về Farmler phải lên được Pathfinding Logistics. Chúng ta sẽ chịu khó đánh xem mà. Path Fiona. Nào lên đây ngựa. Lên đây nào ngựa. Lên đây nào ngựa. Pathfinding luôn này ngon. Đang cần Pathfinding. Hot à. Hot chưa có slow. Làm cái tiền đã. Up bên kia lên đã. Làm cái tiền up bên kia lên đã. Fork này, lùn này, mất tầm 4 ngày để xây được ở cái kia nhưng sợ xây quân thôi. Thôi cứ để cho cái đấy thành đấy đi. Đây rồi, đây rồi. Rồng đen rồi cả, kinh vậy. Rồng đen rồi. Cả Titan nữa đây. Ta tích thì ngại gì. Một, hai, ba, bốn. Có ta tích thì ngại gì. Ôi. Hở. Hở rồi. Đây con rồng này khả năng đi luôn này. Còn là con này. Tiền thì vẫn cứ phải ở. Slow lại đã.
170. Ok. Ây da. Trắng thế, đánh thế mà mất. Mất. Nhưng nghịch quá. Thả xét dê thắng nhanh phải hơn nào. À, chúng ta chưa có mỏ quân gì thì chúng ta sẽ double mana lên bằng cách đeo giày vào. Ui, đất luôn là ngon lành. Lên tí đất nữa chúng ta vụt con này được. Giờ chúng ta sẽ vụt con này trước. Slow con nào. Ơ sao con không có slow à? Slow hoặc thành chim lửa. Đúng rồi, slow sẽ thành chim lửa là đúng rồi. Thế thì Fiona. Mất nhiều tiền cho tướng để học phép tướng quá. Bên đất này có vẻ về thành chim lửa, chúng ta sẽ học được nhiều thứ hay ho, trong có cả lấy được quân vịt tiếp bỏ bên đấy cũng nhiều phết đấy. Các mình sẽ cho pháp lơ sang lấy ở trên. Tướng chính giờ đang đi săn rồi. Tướng chính giờ bước vào giai đoạn đi săn rồi, bây giờ đánh con này nữa, lấy cái thành này thôi. Chạy xa tê, xa thật. Rồi, đứng đây đã. À, 10 game. Ok. Gió
Lấy lửa, thôi cứ lên gió trước đi, cho mắc đam cái còn trên lighting đã. Chạy đâu ta? Ồ. Đi luôn không? Đi luôn để làm quả blast lên. À không có nước. Thôi rồi. Tiêu. Rồi xong luôn. Chị lấy titan để đánh em một nhà rồng này. Đi đã, đi tìm tướng nó đánh cụt què luôn đi ạ. Hết tất cả đi rồi. Đây còn nhiều thứ đánh lắm. Tướng phụ phải cho khỏe dần lên đi này. Này tại đang đứng im mà. À không rồi. Bootlet. Thank you.
Bullet rồi. Phép gì tăng đam nữa không nhỉ? Bullet, Bullet. Bullet là Bullet này. Speed 7 lên speed 8 mà cày mỏ Naga được. Mà cày đèm gì chứ. Naga lấy tiền với game thôi, mình không cần lắm, thôi bỏ đi. Bây giờ mình cần đánh con này. Để vịt và chúng ta đánh tiếp. Lót bỏ ít thế nhỉ, ít thế. Công hơi cao, đẩy thủ hơn tí á. Ngay xa đường cái quá. Con kia thì xa đường cái quá. Vẫn đánh lót cũng đánh. Lót mà lại không đánh. Đây rồi, chạy đâu? Bây giờ chạy đâu? Bây giờ chạy đâu? Bây giờ chạy đâu? Ui, căng thế. Căng thế. Căng thế. Căng thế. Titan đánh nó đứng cạnh Cyclops luôn. Nhà có tactic chưa nhỉ? Chưa có tactic. Rồi cùng người bắn đi đấy. Chơi con này đi.
À, không tắt tích nhỉ, có tắt tích ngon 11 đang vẫn đang thiếu cái tắt tích để mà xếp được lên. Cả mấy con bắn này thì cả mấy con bắn này thì hơi khó, giáp mình vẫn hơi yếu, công mình vẫn được. Lotman Titan đi. Nè, cái này con là bắn là khả năng đi của Titan này. Ôi. Lên Moran đẹp thế. Lên quả Moran hơi đỏ. Lên quả Moran hơi đỏ đấy. Tự nhiên mất toi con Titan, vĩ thế. Mình tưởng là khả năng thôi chứ không nghĩ là lên Moran của đấy. Cay thật sự. Lên Moran thì thua. Hơi phí và đánh hơi liều. Thật ra thì nếu không lên Moran thì khả năng chết thì khó lắm, trừ khi lên Macdam. Cuối cùng lên Moran. Cuối cùng lên Moran. Xui thế, mất con Titan nữa. Đánh ẩu quá. Đánh ẩu quá. Bóc toàn này bóc quần đảo, 6 đích lấy bóc ạ. Bóc có gì còn ngon, ví dụ 5 3 con Titan up hay 5 con Titan chữa up chẳng hạn. Bóc toàn 50 con lợn. Chán chả muốn chết. Chán chả muốn chết tới cả bóc. Rồi cùng nó rõ phải thành này. Mà về cơ bản thằng ấy không đi đâu nữa. Ô, con này cầm một con Titan từ đời nào? À, từ lúc đầu lúc mình đánh cần chết hết con Titan. Còn một con, ok. Fiona cho mượn cái coi. Sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 turn sẽ đến đây. 1, 2, 3 con này 3 đúng không? 1 này 2, 3, 4 turn đến con này. Vậy thì 3 turn mình phải để con này trúng. 1, 2, 3, đây. Rồi, lên. Đúng rồi, xuống đây.
lại không bắn tới ạ. Sáu. Một ném. Hai ném. Sau này lại cho yên tâm. Chưa đủ đâu. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Đứng đây vừa. Ôi, thế cơ mà. Nghĩ không lên được Moran đâu, mình không không slow lại mất toi luôn ạ. Phí thế. Raptor lên kiếm đi. Thôi lên tốt nhất là giáp anh Titan. À, giáp thì vẫn phải lên, tất cả đạo quân đều còn giáp. Lên kháng phép trước đi. Đất trước đi. Đất trước đi. Phí thế, toi 14 con đấy. Một toi 14 con à. Ôi, sắp đủ bộ mana rồi. Sắp đủ bộ mana rồi. Á à, à. Quên leo quay lên để nhìn cho dễ. Blast hình như là có thành có rồi. Được rồi, ok. Vampire đi trước. Sâu nói thì nó cũng gần lên nơi rồi. À, trên đất này là speed 9 à, ok, slow lại đã, tính sau. Rồi, ok. Một em. Rồi. Nhưng mà không được dùng. Không được dùng, không được dùng, không được dùng.
Tướng Thành Xương à? Tướng Thành Xương à? Trên đất. Prayer có prayer này. Nhưng mà chúng ta không có nước. Ta cứ prayer con vịt lên là ngon nhỉ. Tông kiện siêu có rồi thì phải. Không có siêu. Stonkin có rồi này. Thế chúng ta sử dụng prayer lên. Ấy da, vẫn còn set. Thế không ném gì, tưởng không có phép cái set đam cơ. Tưởng rằng nó không có phép cái đam. Chưa giúp được này, vẫn còn chưa giúp được ở đây. Hiện tại đang trả lời con này bọn thôi. Nâng cấp lên, nâng cấp tướng lên để tí con chia ra nhiều hướng đánh. Bây giờ mới có hai đường, là chúng ta mới có hai đường để đi thôi. Một đường là xanh sang thành này thì chúng ta đánh rồi. Và đường đi tiếp đây thì và một đường nữa đi ngược lại vào thành nâu thì chúng ta đi rồi. Sắp tới nếu đường chia 3 chúng ta còn phải chia nhiều tướng hơn nữa. Xuân bia có cái lợi là vẫn còn phép nên hiện tại Xuân bia cũng đang chỉ cần dùng mũ vịt, chưa cần phải mang nhiều quân Utitan này nhiều thế. Ấy dạ. Con sư tử gắn đau thế. Mình hãy coi thường con sư tử thôi. Mất hai vịt luôn ạ. Không nghĩ cắn chết được con đấy luôn. Giáp tận 17 mà đánh con không có gì mà vẫn một con. Nhục thật. À mình có ấy mà, sao thế? Mình có cái giày Pathfinding.
Nghe tự nhiên mất cái đám Gargoyle xong giờ Yến chán thế. Mất đám Gargoyle xong thì hơi chán. Không có quân, không còn quân để đánh kiểu nhẹ nhàng nữa. Ui à, cũng high speed kìa. Ê, có vẻ sai sai nha. Có vẻ sai sai nha. Ui ta tích đi rồi. Đúng skin cần Founder lên đẹp phết đấy. Founder chính ra như này lên tương đối là đẹp phết. Mọi cái skin đầu tiên thì Solar thành Titan bây giờ cũng chấp một skin rồi. Chấp Solar rồi nó hơi khó chứ còn lên này như mình thấy lên này là đẹp đấy chứ. Founder lên đẹp phết đấy. Ôi giời, thiếu một nước. Không cầm được quân cho nó. Xem level 3 này phép gì nào. Pháp lơ lên skin nhìn hay phết, ổn phết đấy. Tiếc là chỉ mất một slot cho skin Solar. Lát hỏi chứ đánh đấm gì, đánh luôn à? Ok cũng được. Con đi cùng ấy con nào nhỉ? Silas đây. Rồi, sắp đủ bộ máu ở nơi rồi. Sắp đủ máu nơi à? Con này mẹ con đáng ngại này. Con này thì mình phải lấy con Gargoyle sang. Bởi vì Gargoyle speed 9 cộng thêm chân đất này là speed 10 và cộng thêm bộ một speed là speed 11 tương đương với. Đi trước con này phải slow lại. Phải dùng con này. Rồi. Chơi luôn nha. Ơi! À lắc chứ. Để tưởng lắc cộng.
Chà chà. Dở nha. Cầm quân ba thành thì dở nha. Rồi quay ra thôi, chỗ này chắc cũng hết rồi. Quay ra thôi. Rồi, Fafnir. Gió không cần, gió họ có thể học được ở chim lửa. Bây giờ đánh con chả thèm mấy cơ. Ơ sao lại Whisper à. Đánh luôn con Titan này luôn. Fiona vứt vịt sang đây, đỡ bị trừ nước đi. Nào chơi. Cứ slow lại mà đánh thôi. Ôi, tôi chết rồi, hết mana, quên không để ý rồi. Quên thì không để ý mana. Thôi hỏng con Naga rồi. Hỏng Naga rồi. May quá. Quên không để ý mana, lại hết mana rồi. Tướng phép đánh dựa nhiều mà à, tướng dựa nhiều và khép quá. Mid thằng Moran. Quên cái con đá này. Rồi nó chuẩn bị leve sang. Mày cứ rời đất này tao vụt mày chết. Đây, tao vụt mày đi luôn. Caster chưa? Thành nâu của nó thành gì mà sẽ có thành thiên thần? Ồ, nó lấy thành Titan thì khá sớm ấy.
gần đất nhà nó. Tiếp tục là Xuân Mia thôi. Đây có vẻ như kịch rồi, chúng ta sẽ quay lại thôi. Còn cái đường này không biết đi đâu, ta thử xem nào. Ồ, sang đất này thì không có đường cái, thôi nói chung không có đường cái chúng ta không cần đi. Khi nào đến thì chúng ta về thành chúng ta đi sau. Và chúng ta cần đi sang đường bên này. À, lánh luôn à? Có lấy bóc được không? Bóc toàn quân xấu. À, 5.000 kinh nghiệm được. Nhưng mà tầm này số mía mạnh hơn 5.000 chả là bỏ gì nữa. Chờ chút xíu mình đóng cái cửa cho tôi cho đỡ chói. 5.000 kinh nghiệm trong thời kỳ đầu thì còn giá trị, nhưng giờ số bia mới bắt đầu nó cao cao và 5.000 kinh nghiệm thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Đó. Phải là cái thời đầu mà có 5.000 đấy thì rất là hay. Lên được mấy level, 4 level. Fiona. Ồ. Mỗi cái là không chưa có mana. Con hậu này. Con hậu speed 7. Thế thôi à? Cái nhẫn này mình phải cầm, không cho nó cầm. Cầm không cho nó cầm, nếu không thì mình sẽ không thể hồi sinh được. Từ lúc đánh campaign xong phải thích nhặt mấy cái C-Hurt đấy. Nghe ngó cái xem nào. Ở bên này có gì hay ho. À, phải sửa nốt thằng đâu nhỉ? Hình như thằng đâu hết rồi. Bây giờ cứ mua thì nó sẽ à, cứ đi thì nó sẽ đẻ ra nhiều hơn, đẻ nhiều tướng hơn, phức tạp hơn. Thứ nhất là về sửa nó luôn đi. Đang ở một hộ trên này. Tốt nhất là phải sửa lấy luôn đi. Cho farmer về đánh chứ.
chú yên tâm. Vì zombie tầng chính thì mình sẽ đi mở đường cho con Partner đánh ở lên level lên chút. Xem nào, Partner bây giờ đang là 9-11. 9-11 con tướng thành nâu hiện tại đang là... Từ từ mình phải tập cái này cho quen, nó có cái kiếm tắt ở đây có thể xem được thì phải đây. Thành nâu giờ chỉ con ấy thôi, con Stalker tướng luyện thần lùn thôi. Đã có ma lùn thôi. Thế chúng ta sẽ về quẩy luôn đi. Về quẩy luôn kia. Xem quân nó nào. Đâu nhỉ? Vừa thấy lăng thang đâu đây? À đây đây. Shaker. Tầm này thì thoải mái, đánh luôn. Đánh luôn. Xì ra. Con này là Aschan cho xuống đây. Rồi. À, bên này có thành, có tướng này. Thôi lại phải đi kiểu này à. Con này speed 11. Con này speed 11 tech ít thôi. Không lên thì là tại mày thôi. Không lên thì là tại mày thôi. Bỏ con này lại. Hot cơ. À. Hot thì thằng cái giáp. Thằng giáp lên. À, bên này ngã ba đường nữa này. Gỗ lích ở đâu ấy nhỉ? Cái chợ. Ở cái chợ. Rồi được rồi. Mai cho Farmer ra bắt đầu đánh nó. Xong rồi lấy luôn cái chợ để lấy được bộ lích luôn. Xem mà mình có luyện được tướng xương không. Luyện được tướng xương nữa thì vui. Thằng này rất là cẩn thận, đi vài nước xong chạy lùi lại để cho nó tầm nhìn nó đỡ bị khuất ấy. Nó nhìn thấy tướng, vị trí tướng của mình, con này chắc đánh rồi. Mang về. Đứng chỗ này là có qua không nhỉ? Nó qua đánh con pháp lơ là mệt phết đấy. Nhìn hai mua vào tôi chết rồi. Pháp lơ tèo rồi. À con Aschan tèo rồi. À không,
Nó không có quân nào speed count titan mình chạy được. Với điều kiện là mình phải đánh nó cơ. Thôi nên dọa nó cho chạy vậy. Chỗ này vẫn đi qua được. Chỗ này thì vẫn đi qua được. Quên hôm qua em đeo găng chạy dài lên. Thành thiên thần thiếu một nước. Thiếu một nước. Hình chưa ra đây xa, chỗ này không được mở đường như chưa ra đây. Thôi chạy lùi lại vậy. Đây xem thôi. Nếu này không cần đi ạ. Để chia tướng chính đi thôi. Còn mình chưa mạnh thì chia bớt ra. Rồi. Thế được rồi. Thôi về thành áp nốt của Titan lên. Fafnir. Có xét hay sao? Haster rồi. Có Haster rồi, nhưng mà chưa có gió. Chưa có gió rồi. Ôi, đủ bộ mana luôn đấy. Oh, đủ bộ mana luôn này. À, và lấy mấy cái bộ này nè. Cùng người lấy thêm cả cộng speed nữa cho con tướng kia. Vòng này. Găng chạy dài này. Vòng lick kìa. Mũ xương rồi, cung rồi, lấy hết, chả đè cái gì cả. Không có cung thì cũng chả cần. Có Haster, Haster thì có rồi cả. Haster có rồi. Cua. Cua chưa có. Có virus này. Có virus mà. Ô. Mình nhớ mình mặc áo cộng 2 speed. À con kia mới có nhỉ. Ra gì phết đây.
Vẫn mất nhiều thế. Giờ mình cần phải up Mark Wheeler vào lên xem có hồi sinh không. Hồi sinh hồi thành không. Thành mới lấy được, nó còn chưa cả mở đây. Miram nó còn chưa mở thành. Chưa cả mở thành. Thế thôi, quay lại thôi. Thành thì chính nó chắc hướng ngược lại rồi. Thành chính là hướng này thôi. Không cho tôi ngay đi tiếp. Lại gãy ra. Gãy đi giờ. Em pháp nơ xuống bia đi hết rồi, thế có bọn này thôi. Ô xác định ngày cẩn hơn à. Mà nhưng thôi đi cho nhanh. Đã không có đo rồi thì đi. Tốt nhất là di chuyển càng nhanh càng tốt. Không mình ăn được hai kiếm tướng địch nó fly với đo là bọn anh cần. Oh. Mà hot. Hot. Beramid. Đường này đừng về đúng không nhỉ? Quái áp luôn con này cho nhanh. 20.000 tiền. Về đây áp luôn nhanh. Bóc nữa này. Thôi chạm vào bóc nữa, bóc mở xui lắm. Toàn quân vớ vẩn này. Mở được toàn quân vớ vẩn thôi. Rồi, đưa được quân thế được rồi.
lên thân thần lên muộn tí là bây giờ Titan mấy cái thứ là quân chủ lực của thiên thần về sau mình lên để lấy speed thôi. Ôi chà, ây à, chà tường. Nó che hết đường rồi. À, con nào nhỉ, con này. Ây da, sao đen vậy? Chờ mình chút xíu nhé. Ok. Bỏ vịt để chết đỡ, đỡ chết oan vịt. Thủ thành này. Ui hết 3 Titan luôn. Khỏe thế. À, chúng ta hết cả phép rồi. Đi sớm lại đã. Rồi ok ra đây. Ra hết đây. Ra hết đây. Ôi chết Naga đấy, đùa đâu. Chết Naga không đùa đâu. 50 60. Chết Naga không đùa đâu nhỉ. Tông kin lên. Bốn Naga không quan tâm, cho nó đi luôn là xong rồi. Thiếu gì? Thiếu Crystal để lên Macula 4. 8 Crystal hồi sinh luôn. Ôi trời ơi, thôi cần gì nữa đâu. Về không có giếng ở đây, chúng ta phải ngủ ở thành thôi. Ngủ thành thôi, để hồi mana thôi. Trước mắt thì chúng ta phải đeo cái này vào. Đấy, Son Mia có hồi sinh rồi, chả sợ rồi. Son Mia ok. Như đánh rồi sao ấy. Như đánh rồi sao ấy. À để xem có quân speed cao lấy một con nào. Ôi giời ơi, thương. Thương con này là chưa up nên là mình đánh tốt. Ý da.
Rồi, con thiên thần lịch speed rồi, ngon lành. Về up titan. Thêm cụm titan này nữa thì ngon. Trận này titan nhiều đấy, hại thành titan. Quên không lấy, không lấy tiền. Bên hết đường rồi, xem này. Ok. Ok, phần này của chúng ta sẽ tạm dừng đây nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần sau. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Enfant Recovery. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở chiều nay.